này mưa bão tranh thủ làm cho khách cục sạc dự phòng nhé, 6 cell nhé, mỗi cell này là 2A, vị trí là 12A nhé. Sạc này có 4 cổng ra luôn, 1 cổng vào, có cả đèn pin luôn này. Xeo này rất là ngon nhé, xeo này rất ngon. Anh thủ làm luôn cả quạt điều hòa nhé, quạt điều hòa này, quạt cho áo điều hòa nhé, ba chế độ luôn này, rất là mát nhé. Cắm trực tiếp vào sạc điện thoại luôn, vừa sạc điện thoại, vừa sạc điện thoại, vừa dùng dùng quạt áo điều hòa nhé, cả ngày không lo hết điện nhé. Hàn bằng máy hàn siêu tụ nhé, máy hàn rất đẹp nhé, anh em nhé, máy siêu tụ.